Vâng, xin chào các bạn, mình là bác sĩ Thái, chuyên khoa ung bướu, hiện đang công tác tại Viện Y học Không sao Ung bướu Quân đội. Có rất là nhiều bạn nhắn tin trên các cái page của mình hỏi là đốt sóng cao tần thì có hiệu quả trong điều trị u tuyến giáp hay không, và trong bệnh ung thư tuyến giáp thì có sử dụng được phương pháp đốt sóng cao tần để điều trị hay không, rồi những cái khối hạch di căn của ung thư tuyến giáp thì có nên sử dụng sóng cao tần để điều trị u tuyến giáp hay không. Thì tất cả những cái thắc mắc của các bạn thì mình sẽ giải thích trong cái video này. Thì trước tiên đốt sóng cao tần là như nào? Đốt sóng cao tần tức là mình sẽ dùng một cái tần số nó phát ra từ sóng cao tần để mình thông qua một cái kim, và cái kim đến sẽ đưa vào cái khối u của bệnh nhân và nó sẽ phát ra nhiệt, và cái nhiệt đấy nó sẽ làm cho cái tổ chức của u nó bị chết đi và những cái mạch nuôi của u nó cũng bị tiêu giảm. Chính vì thế mà khối u nó sẽ không phát triển nữa và càng ngày nó sẽ càng nhỏ đi. Thế như vậy thì câu hỏi đặt ra là với cái cơ chế như vậy thì tức là cái u lành tuyến giáp là sẽ điều trị sẽ rất là hiệu quả. Thế còn thì vấn đề là ung thư thì có nên đốt hay không, thì quan điểm của mình thì là ung thư thì là không nên đốt, bởi vì là ung thư nó còn liên quan cái vấn đề di căn, tức là khi mà mình tại chỗ mình có thể mình giải quyết được. Đấy, nhưng mà cái giải quyết đấy nó không được triệt để, bởi khi mà mình và cái ung thư nó vẫn phát triển, những cái micrometastasis tức là những cái ung thư nhỏ nó sẽ di chuyển trong máu và nó vẫn còn rất là nhiều trong cơ thể. Chính vì vậy mà trong những trường hợp ung thư thì mình nên cắt toàn bộ tuyến giáp, và sau đó tùy những cái giai đoạn cụ thể thì mình sẽ điều trị bổ trợ, đó là dùng iốt phóng xạ. Đấy, nếu mà các bạn mà không phẫu thuật mà các bạn sử dụng đốt sóng cao tần thì các bạn sẽ không điều trị iốt phóng xạ, và như vậy thì những cái ung thư nó ở trong máu nó sẽ không được tiêu diệt hết, và như vậy là cái hiệu quả điều trị những bệnh ung thư nó sẽ không hiệu quả. Tóm lại các bạn hình dung là đốt sóng cao tần là cái biện pháp điều trị tại chỗ, đúng không ạ? Không phải là biện pháp điều trị toàn thân, nhưng mà để mà trong những cái trường hợp những bệnh ung thư ấy thì mình phải vừa kết hợp điều trị tại chỗ và vừa kết hợp điều trị toàn thân, tức là mổ là sẽ triệt để, và sau đó thì dùng các cái phương pháp khác để mình bổ trợ để tiêu diệt nốt những cái phần ung thư mình không nhìn được bằng mắt thường, và những cái phần đấy nó sẽ di căn, nó sẽ di chuyển trong máu và trong mạch huyết, thì lúc đấy mình sẽ sử dụng những cái như ví dụ như hóa chất hoặc như xạ trị đấy. Thôi còn đối với bệnh lý tuyến giáp thì mình sẽ phải sử dụng iốt phóng xạ để mình điều trị bổ trợ. Đây, câu trả lời của mình đối với bệnh ung thư tuyến giáp là sẽ không được phép và không nên dùng đốt sóng cao tần để đốt cho những trường hợp bị ung thư tuyến giáp, trừ khi mà cái khối ung thư tuyến giáp ấy, nó còn quá là nhỏ, nó rất là nhỏ, ví dụ nhỏ khoảng độ 0,5 cm trở xuống chẳng hạn, và nó chưa có xâm lấn ra ngoài bao giáp thì cũng có thể. Và bình thường là những cái trường hợp đấy mình được phép là theo dõi trong vòng 1 năm, thì như vậy thì trong trường hợp này mình cũng có thể là sử dụng sóng cao tần, phương pháp đốt sóng cao tần để đốt cho những cái khối nhỏ như này, và bắt buộc các bạn phải theo dõi cực kỳ chặt chẽ, thì lúc đấy đảm bảo được cái việc theo dõi chặt chẽ thì các bạn mới nên dùng cái biện pháp đốt sóng cao tần để điều trị. Còn câu hỏi thứ hai là cái u lành tuyến giáp thì điều trị cái phương pháp đốt sóng cao tần có hiệu quả hay không, thì như vừa rồi đầu video mình có chia sẻ là đốt sóng cao tần để điều trị u lành tuyến giáp nó dựa trên hai cái cơ chế: một là nó làm chết cái tổ chức của khối u, hai là làm cho cái mạch máu xung quanh khối u bị chết. Thì như vậy thì cái khối u nó sẽ nhỏ dần, sau khoảng 1 năm nó sẽ biến mất. Thì như vậy thì qua cái đấy là về lý thuyết, còn qua thực tế thì bản thân thì mình, bệnh nhân của mình đã được đốt sóng cao tần cũng rất là nhiều, và qua cái thời gian vừa rồi mình theo dõi thì cái hiệu quả rất là cao, và gần như là đến khoảng tháng 12 thì những khối u nữa sau 12 tháng là nó gần như nó biến mất hoàn toàn. Còn những khối mà kích thước lớn ví dụ tầm 4-5 cm đấy, thì những khối đấy nó sẽ nhỏ dần và cái thời gian nó mất đi sẽ lâu hơn, và những khối đấy thì thường là chúng ta sẽ có thể phải đốt bổ trợ thêm một lần nữa thì là chắc chắn là sẽ hết sạch sẽ. Còn có một vấn đề nữa là
Thế ưu điểm của cái đốt sóng cao tần là gì? Thì cũng đã có rất là nhiều lần mình livestream mình cũng nói về cái vấn đề ưu điểm của phương pháp đốt sóng cao tần, nhưng hôm nay thì mình cũng nói rõ hơn một chút. Đấy, cái thứ nhất là ưu điểm là khi mà sử dụng đốt sóng cao tần để điều trị những khối lành, u lành tuyến giáp ấy, thì hoàn toàn cái tuyến giáp của các bạn sẽ được giữ lại, chỉ có những khối u thì được xử lý, còn thì những cái phần mà không có u thì cái tuyến giáp của các bạn mà không có u ấy, cái phần không u thì sẽ được giữ lại hoàn toàn, và có thể bạn sẽ không phải uống thuốc hormone tuyến giáp cả đời sau khi mà xử lý bằng cái đốt sóng cao tần. Và cái phương pháp này nó ưu việt rất là nhiều đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân trẻ tuổi, bởi vì nếu mà những bệnh nhân trẻ tuổi mà các bạn phải mổ, các bạn mà phải cắt toàn bộ tuyến giáp thì cái quãng thời gian còn lại của các bạn phải uống rất là nhiều năm. Ví dụ như các bạn là 17, 18 hoặc là 20 tuổi mà các bạn cắt toàn bộ tuyến giáp đi thì các bạn phải uống từ đấy cho đến khi mà các bạn chết, đúng không ạ? Là nó phải đến 7, 80 tuổi. Thì đấy một cái khoảng thời gian rất là dài. Và đương nhiên là khi mà uống thuốc hormone bổ trợ như thế thì cái hormone đấy nó chỉ là những cái chất tổng hợp, nó bắt chước cái chất của cái hormone của tuyến giáp nó tiết ra. Thế chính vì vậy nó vẫn có tác dụng phụ, tức là khi các bạn uống thuốc vào thì nó vẫn có thể bị tăng men gan, tức là bị tổn thương gan, cũng có thể các bạn bị dị ứng với những cái thuốc như thế. Thì đây là một cái vấn đề mà, và các bạn có một cái nữa là các bạn vẫn phải nhớ, tức là hàng ngày cứ một buổi sáng trước khi ăn là các bạn lại phải nhớ đến cái việc uống thuốc, thì nó thực sự là nó rất là phiền hà. Thì đấy là cái ưu điểm đầu tiên và tốt nhất của cái đốt sóng cao tần. Cái thứ hai, cái ưu điểm thứ hai ấy, là khi mà thực hiện đốt sóng cao tần thì cái kỹ thuật nó rất là nhẹ nhàng, các bạn chỉ cần phải gây tê thôi và sau khoảng độ 30 đến 40 phút là các bạn đã được xử lý xong. Và khi mà xử lý xong rồi thì các bạn có thể vẫn tỉnh táo bình thường, nghỉ ngơi một chút là các bạn có thể về nhà, và ngay sau đấy là các bạn vẫn có thể dọn dẹp nhà cửa, lau dọn hoặc là lao động bình thường, và ngày hôm sau các bạn cũng có thể lao động gần như hoàn toàn bình thường. Nên nếu có thì nó chỉ có những cảm giác đau tức một chút thì các bạn uống thuốc giảm đau là nó sẽ hết, còn nó không ảnh hưởng gì cả, các bạn không cần phải nghỉ ngơi. Còn so với mổ thì các bạn phải nằm 8 đến 10 ngày sau khi mổ, và lúc mổ các bạn phải gây mê, và sau khi mổ thì các bạn phải có một người chăm sóc. Đấy, thì tự nhiên là mình, bản thân mình thì không lao động được, nằm ở đấy, và hai là vẫn phải có một người phục vụ. Và đương nhiên là khi mổ thì các bạn phải chấp nhận những cái rủi ro của mổ, đó là chảy máu, đó là khàn tiếng, đó là mất hạ canxi máu, đó là có thắt khí phế quản. Đấy, có thể là tử vong, bởi vì là rất là nhiều người lên bàn mổ là có rất là nhiều nguyên nhân để dẫn đến tử vong, có thể sốc thuốc trong cái quá trình gây mê, rất là nhiều vấn đề. Tóm lại là các bạn dùng sóng cao tần thì các bạn đã tránh đi một cái cuộc mổ rất là nguy hiểm. Khi nào bắt buộc mổ thì chúng ta mới nên sử dụng phương pháp phẫu thuật, còn nếu mà không thì chúng ta cũng nên sử dụng đốt sóng cao tần, thì mình thấy nó rất là có ý nghĩa. Và cái lợi ích tiếp đó là trong cái tuyến giáp thì nó ngoài cái hormone tuyến giáp ra thì nó còn có những cái chất nó điều hòa cái canxi trong cơ thể. Chính vậy khi mà các bạn phẫu thuật thì các bạn phải cắt, bắt buộc các bạn phải cắt hết, mà cắt hết như thế thì nó cũng làm mất cái chất điều hòa canxi trong cơ thể, thì làm cho cơ thể các bạn sẽ không tốt, đúng không? Nó sẽ rất là mệt mỏi, hoặc nó sẽ có những cái rối loạn mà các bạn sẽ không thể phát hiện ngay, hoặc là nó chưa biểu hiện ngay, nhưng về lâu về dài nó sẽ có những cái biểu hiện không tốt. Thì đốt sóng cao tần là giữ được cái tuyến giáp và đồng thời nó cũng giữ được cái chất điều hòa canxi trong cơ thể. Thì đấy là một trong những cái mà cái ưu điểm của cái đốt sóng cao tần. Và một cái nữa đó là đốt sóng cao tần thì không phải mổ, chính vì vậy mà các bạn sẽ không phải chấp nhận một cái vết sẹo ở vùng trước cổ như này. Đấy, hoặc là các bạn cũng không phải phẫu thuật ở đường nách, kể cả đường nách nó có giấu được sẹo đi chăng nữa, nhưng mà nếu mà với những các bạn mà có cơ địa sẹo lồi chẳng hạn thì những cái lồi đấy sau này nó làm cho cái vết, những cái vết mổ ấy, nó cũng sẽ phát triển to lên rất là lớn và nó dây rất là khó chịu. Các bạn thì
có thể sẽ không gặp nhiều tình huống bằng bác sĩ, bởi vì mình là một trong những người điều trị cho bệnh nhân và mình tiếp xúc rất là nhiều bệnh nhân. Chính vì vậy mà mình cũng đã trải nghiệm, mình đã biết được tất cả những cái vết mổ. Có những người thì hoàn toàn bình thường sau khi mổ và vết mổ rất là đẹp, cũng một người bác sĩ làm, nhưng mà có những người cũng là bác sĩ thôi nhưng mà cái vết mổ nó bị phì đại, nó bị lồi ra rất là nhiều và nó gây ngứa ngáy khó chịu. Thì đấy là một trong những cái mà hiệu quả của đốt sóng cao tần. Và mình cũng là bác sĩ phẫu thuật rất là nhiều về tuyến giáp thì mình cũng khuyên các bạn nếu được thì các bạn, tức là nếu có điều kiện thì các bạn vẫn nên sử dụng cái phương pháp đốt sóng cao tần. Và đương nhiên thì cũng phải lựa chọn cái nơi nào mà người ta cho các bạn nhiều quyền lợi nhất. Chẳng hạn như là có những nơi người ta chỉ đốt một bên thôi và các bạn phải trả tiền một lần, người ta sẽ không đốt hai bên, hoặc là nếu có đốt hai bên thì người ta sẽ tăng cái tiền lên gấp đôi. Đấy. Nên là cũng thực sự rất là tốn kém, đúng không? Cái thứ hai là ví dụ như mình thì ở phòng khám mình thì đốt sóng cao tần là mình bảo hành cho mọi người cả đời. Tóm lại là đốt xong thì sau này chẳng may 5-10 năm nữa nó có u, nó có phát triển ở lại hoặc là ở vị trí nào đấy nó phát triển thì bác sĩ vẫn đốt cho các bạn một cách miễn phí và chỉ có lấy tiền của bạn một lần thôi. Và cái số tiền nó cũng không đáng bao nhiêu cả, nó sẽ rất là nhỏ hơn so với cả ở bệnh viện. Và một cái ưu điểm nữa ở phòng khám mình thì bác sĩ đốt cho các bạn sẽ là những người được tuyển chọn rất là kỹ càng. Và các bạn ấy cũng làm cái việc này đến 5-10 năm rồi. Chính vì thế nên là cái hiệu quả để đốt ở phòng khám mình sẽ rất là tốt. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ để mình sẽ tư vấn và thực hiện những cái kỹ thuật đấy ở đây.